Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 11 và cùng nhau làm về những cái đội hình leo rank mạnh ở meta 14.8B nha anh em. Rồi, AF này, Garen cũng như là Amumu. Khả năng trận này thì mình sẽ chơi một cái bài rất là hot meta. Đó chính là Sứ Thanh Hoa kẹp những cái con 4 và 5 tiền đi cùng với một chút bộ tộc cao cường không? Tầm này là có cao cường này anh em này. Mình có AP từ khá sớm nha. Mỗi game là sẽ có một cái tộc hệ cao cường khác nhau. Wow, điểm sôi sục. Những đòn đánh của Sứ Thanh Hoa sẽ hồi lại 3 năng lượng. Đồng thời thì sẽ gây thêm bỏng và vết thương sâu. Không có cái huy hiệu của Sứ Thanh Hoa anh em nhỉ. Thôi, chắc là mình sẽ lấy luôn lõi này nha anh em nhé. Amumu. Wow, có lắc. Có luôn AF. Ba cao cường từ là sớm này anh em. Rồi. Đánh flex luôn. Meta này thì auto sử dụng những con 4 và 5 tiền. Game này thì mình bị thọt một trang bị, thế nên là được phát hai con Amumu. Thôi thì cũng giòn rồi. Đầu game có một cái form rất là cứng. Ừ. Trận này thì mình sẽ dồn cho những con chủ lực như AC. Một là AC, còn hai đấy mình đánh luôn con lắc. Nhà này thì lắp cái lõi đánh bắn tỉa. Khả năng cũng sẽ cạnh tranh AC với anh em mình rồi. Nhưng không sao. Còn tốc hệ cao cường thì mình nghĩ là anh em cũng đã từng chơi rồi phải không nào? Sau mỗi trận đấu thì chúng ta sẽ được phát một cái lõi cao cường. Và với mỗi lõi này, nó sẽ tương ứng với một điểm kinh nghiệm. Vòng kỳ ngộ. Ngộ không ban cho bạn 6 trang bị ánh sáng và tồn tại trong một vòng đấu à? 6 trang bị ánh sáng. Ngộ không đúng là chất chơi thật. Cuồng cung, huyết kiếm. Nỏ sét này. Lời thề hộ vệ thì chắc là lắp luôn cho Amumu nha anh em. Còn ngọn giáo Sojin, huyết thần kiếm. Áo choàng giả kim, 7% tốc đánh mỗi 2 giây. Garen đi. Rồi. Tạm ổn rồi. Anh em nào cũng được chơi 6 trang bị ánh sáng luôn này. Ngoại trừ mấy ông thần tài là chắc là không dám lắp. Jin Quy Quy. Một con Senna 2 đi cùng với hai thần rừng. Cầu hồi phục à. Ui, ngon nha. Con lắc chói những cái mục tiêu đầu tiên dính phải kỹ năng của nó. Quá lợi hại. Bây giờ thì mình chỉ trông chờ vào một cái con Amumu 2 sao ở vòng 2 thôi các bạn. Là anh em mình auto là có cái chuỗi tháng năm luôn. Và vòng tiếp theo thì lại là một cái vòng kỳ ngộ kết hợp với phi đi chợ. Mong là nó sẽ phát cho mình những cái nhân bản tường cỡ lớn. Meta này thì toàn 4 và 5 tiền thôi anh em. Còn không thì Sứ Thanh Hoa, AC và những người bạn. Nhà này có cây thần tài này các bạn ơi. Cây hoàng kim mà không có ấn. Lựa chọn là huy hiệu của mặc ảnh, không phải là huy hiệu của thần tài. Nhưng mà cảm giác như anh em vẫn rất là đam mê cái bộ tộc thần tài này khi mà nó xuất hiện từ sớm. Chiu. Ok. Khỏe phết. Giờ cũng không thể nào mà bán đi những cái con hàng sau để tích tiền. Volibear lấp đầy các vòng đi chợ với các tướng 3 tiền nè. Nếu được thì chắc là mình sẽ lấy AF thôi. Nhưng tầm này là 100 máu á, chúng ta cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Có Amumu cầm gậy kìa. Lấy được gì không nhỉ? Ui, mất con Amumu rồi. Còn AF các bạn ơi. Mình sẽ lấy luôn AP đi. Chiếu chiếu. Một nhà đánh hiền giả và Long Vương.
Johnny tử thần hắc ám à? Bùa đỏ luôn không anh em? Chắc là mình sẽ không hướng đến bùa đỏ nữa. Tại vì cái lõi đầu game của mình là những con sứ thanh hoa, nó đã cho anh em mình những cái hướng bỏng rồi và vết thương sâu rồi. Mà tôi thấy nó không bị đốt mấy nhỉ? Anh em để ý không? Hiệu ứng đốt đốt giống kiểu như kiểu là giáp lửa với cả là quỷ thư ấy. Nhưng nó phải bốc hỏa, tó hỏa đi chứ. UGB. Con AF. Có con lắc hàng sau à. Game này là chúng ta đánh cái bài này thì chắc chắn sẽ có nhiều người cạnh tranh phết này. Con Timo. Ăn uống đầy đủ để chơi đấu sĩ đi chứ. Tầm này chán thấy có đây đầy đủ gì cả. 4 trận thắng liên tục rồi. Hai con cóc mò à? Lên cấp luôn nha anh em. Kẹp thêm cóc mò là vừa đẹp. Tôi muốn giữ luôn cái chuỗi tháng năm này. Wow, một con bát với ba thần thoại và một cái giết khổng lồ. Với những cái điểm hạ ngục thì đi cùng với lõi công nghệ này thì nó sẽ cho vĩnh viễn sức mạnh phép thuật. À, có hiệu ứng đốt thật. Con Amumu nó đốt đau hết anh em ạ. Đấy. Rồi, khởi đầu vòng 2 chúng ta có 5 trận thắng liên tục anh em ơi. Quá đã. Cao cường thì hack kinh nghiệm và chúng ta cũng không cần phải sử dụng quá nhiều vàng để có thể lên cấp nữa. Nico Yui. Chờ đợi những con tự giác lên 2 thôi các bạn. Tầm này là hạn chế roll nhất có thể để chúng ta tích lũy tiền lên level 8 hoặc là lên level 9. Đây là đấy thì anh em mình xảo mạnh tiền cho tôi. Có Annie, có On, có Ace. Nhặt hết về. Còn 5 tiền thì anh em mình cũng lượm luôn. Meta của 4 và 5 tiền. Chú Chíu cũng 100 máu à. Căng vậy. Vì mà tôi nãy giờ chưa gặp Chú Chíu luôn. Thú tượng Giáp Ban Nguyệt Thần à? Phân tách à? Mình nghĩ là... Ui, Amumu 2! Ngon! Mười giáp và 10 kháng phép. Giáp Ban Nguyệt Thần này ngon quá anh em ơi. Nhưng mà nếu mà mình lắp giáp vai rồi ấy thì nó lại là bị dính cái giáp lửa này. Đấy. Nó cũng là trang bị phòng thủ thôi. Cơ mà những con sứ thanh hoa của mình đã có cái lõi 1 rồi. Cho nên là cái giáp lửa này cũng chưa thực sự là tối ưu lắm. Nó chỉ mang tính chất là giữ máu thôi. Giữ chuỗi thắng. Chiều chiều này. Huy hiệu của hiền giả. Con Janna 2 sao cầm quyền trợ thiên thần. Nhà này thì có Chitana nhưng không có cây hoàng kim. Biết trời đấy. Chiu chiu. Vừa tanh lại còn vừa có sát thương đến từ Amumu. Phát ngắm tầm xa. Những người bạn nhỏ. Chắc mình sẽ lấy ngân sách cân bằng nha anh em nhé. Túi đồ siêu hùng là anh em mình cũng không đánh 3 tiền. Meta 3 tiền giờ chỉ có ở cái phiên bản trước thôi. Cái phiên bản trước anh em mình chơi 3 tiền nhiều. Phiên bản mà chúng ta hay đánh Johnny AP 3. Đấy, phiên bản đấy đánh nhiều 3 tiền vãi. Một game chỉ cần ấn tìm trận thôi chắc chắn đã sẽ có một vài ông chốt bài sẵn rồi. Sau khi mà hạ ngục chiếu chiếu thì chúng ta vẫn đang bốc cháy vãi. Đây là Jin Kui Kui.
Vương miện hoàng gia và vô cực kiếm đã được trang bị. Có Pandora thì nên anh chàng này có thể thích trang bị gì thì tùy thích lấy. 156 sát thương. Nice. Cũng một phần là hơi sợ mấy ông thần tài này. Đổi được cũ thì anh em mình mệt lắm. Aphelios này, vừa hack tiền là vừa hack kinh nghiệm. Xác định không lên AP3 thì mình cũng bán luôn cho nó. Đỡ gọi là lằng nhằng anh em ạ. Giờ mà cứ ôm chơi đó thì cứ giữ thì ở cái ngưỡng nửa vời ấy. Vừa bị thọt tiền, mất đi lợi tức, anh mình lại không được lên cấp nữa. Khó. Cái gì đây? À, lại nhà đam mê thần tài các bạn. Lại có một người anh em dấn thân vào con đường này. Ông hồi nãy mình gặp. Còn ông này là 22 số rồi. Người chơi thần tài kỳ cựu hơn. Đã có từ vòng 2 chấm rồi. 31 số của cây hoàng kim. Căng. Long vương thì đã bị nớp khá là thảm. Thế là bây giờ chúng ta không cần Long Vương phiên bản thuật sĩ nữa. Thay vào đấy thì chúng ta cứ chơi Lilia với cả là Anie nhá. Hai con này. Không thì Azir với cả Alune vào. Vừa có nhiều năng lượng cho toàn bộ đội hình. Bộ này spam Q thì rất là chất chơi. Ok, sẽ là một cái cuồng đao thôi. Cung gỗ thì có hai cái tôi vẫn chưa đáp kia. On là cao cường này. Ngon luôn. Black cao cường ra là được game top mấy. Thần rừng. Trận này là 4 cao cường rồi à. Cho này vào đây đi anh em. Nếu mà có A-xe thay vào cái vị trí của Cốc Mo là đẹp nha. Mà không. A-xe thì nếu mà mình không chơi con AP nữa ấy, thay vào đấy đẹp hơn. Ừ. Chứ Cốc Mo là nó vừa lấy thuật sĩ vừa có bắn tỉa. Còn cao cường về late game thì cũng được. Nhưng mà rơi vào tầm khoảng level 9 hoặc là level 10 thì sẽ là cứng cáp hơn. Không, tăng nhiều sát thương hơn. Ui. Con Amumu tanh 2 sao trâu quá các bạn. Thế là lý do mà mình đã giữ máu đến ngày hôm nay. Wow, 3.6 70 tiền và 9 trận thắng liên tục. Meta làm người ta mê. Vàng. Rồi, một nhà chơi bắn tỉa đó chính là Vi Mạnh. Sẽ là bắn tỉa đi cùng với U Linh. Rồi trang bị cho Caitlyn. Bùm. À, con lắc cái chói khó chịu thật. Ok. 10 trận thắng liên tục rồi. Nautilus à. Level 8 rồi anh em ơi. Con này vào đây thì nó hơi bị dư cảnh vệ. Nhưng mà cái khả năng là khống chế của nó thì rất là tuyệt vời. Riven. Gần A2 à. Giữ lại con Gần A đi nha anh em nhé. Lắc 2 sao. Chuẩn bị lên level 9 rồi anh em ơi. Level 9 sẽ là cấp độ mà anh em mình sẽ phải xả tiền.
Meta này thì gọi là meta của tôi rồi. Cấp 8 50 tiền và 10 chuỗi thắng. Lõi 3 mà nó có cái lõi Ron Ron thì thôi. Xả hết tiền ở level 9 nhá anh em. Đây, đây là Makoshi. Rồi ôi. Khả năng là đang muốn chơi thần thoại. Và đồ kia tôi thấy là chơi cấp mo đẹp hơn. Thay vì chơi bát đúng không? Một là đánh cốc mo, hai là đánh con Dilia luôn. Còn anh chàng này muốn drone để có thể tìm bát 3 thì phải. Bộ đôi bùng nổ, trang bị Pandora. Bộ đôi bùng nổ nha anh em. À xe đây rồi. Con gì đây? Boom. Ui, Lissandra luôn à. Ây da, phê nha. Này là có 4 sứ thanh hoa, 4 cảnh vệ, 3 cao cường. Form này thì đẹp vãi rồi các bạn. Nhưng mà tôi đang muốn kẹp thêm mấy con thuật sĩ. Mấy con thuật sĩ thì chỉ còn Nai là ngon thôi. Đây, bắt đầu chúng ta sẽ đổi trang bị sang cho Ace nhé anh em. Vẫn chỉ là 12 số. Tôi chọn là một gói trang bị hỗ trợ thông đạo đến từ vị trí của Jin Quy Quy. Úi dồi ôi, đúng sứ thanh hoa meta này. Tuy là cái lõi sôi sục của mình ở phiên bản này đã bị giảm sức mạnh rồi, nhưng nó vẫn rất là ngon anh em nhé. Nó vẫn ngon. Annie này. Đây. Ui, một cái kệ quà khổ free. Dư một cao cường mà. Chíu chíu. Ây da, huy hiệu của thần tài. Hình như anh chàng này muốn thua tới bến hay sao ấy chứ. Gặp luôn à. Đây là con số 5 các bạn ơi. Huy hiệu thần tài và huy hiệu hiền giả. Nếu mà chú chíu được nổ hũ thì nó sẽ lại là một cái câu chuyện khác. Game này cố gắng là một trận đấu top 4 100 máu luôn đi. Udi, Lissandra, nhà gay 0312, sử gia à? Sao cháy vậy? Vi manh, mình sẽ lấy con, ui, Nai mất rồi à? Nai mất rồi thì lấy gậy đi. Gậy cho Lissandra anh em ơi. Đây, Azir này. Azir thuật sĩ phải giữ lại nha anh em. Bỏ đi cao cường à. Như này ổn hơn không? Mất cao cường. Cảm giác là mình vẫn hơi bị cấn con Afe. Nhà này cũng có Lissandra từ rất sớm này. Tôi phải lựa chọn cái lõi bộ đôi bùng nổ này ra mới có được. Chói hết. Chói hết cho tôi. Đúng rồi. Ui, Lissandra lại còn hack thêm cho mình 4 vàng nữa. Mà anh em mình lựa chọn cái lõi này nó cứ kêu ục ấy. Sợ đật. Nico triệu hồi một tinh linh 5 vàng ngẫu nhiên. Ừ. Irelia cao cường này.
Trời mẹ năm cao cường rồi nha. Ngộ không à? Ngộ không của mình không có thêm hệ gì được. Sao mình không cho này vào đây, cái con này vào được thì khả năng là bất quá. Rồi, cặp nhà rất cháy ở thời điểm này. Đã có cho mình được họa sư phiên bản sử gia. Cái chàng này chắc là đang rất là cần con Iberia của mình đây. Long vương và sử gia. Đá kinh. Ui, đừng có thua nha. Đội hình của mình bây giờ là rất là hoàn thiện rồi đấy. Nếu mà anh em không có cao cường giống mình ấy, có thể cho cốc mo vào vị trí của AP. Đấy. Đẹp. Nautilus với cả On thì kèm thêm là chuột bài rồi. Thuật sĩ anh em mình chơi ngưỡng 4 nha anh em. Có họa sư sớm thì cũng ngon. Ta sẽ chơi Alune kết hợp với Lilia và Nautilus. Irelia chuyển lên level 10 rồi này. Áo choàng bạc, nước mắt nữ thần. Tôi sẽ lấy thêm đồ cho con Lissandra nhé anh em nhé. Găng bảo thạch à? Này là không có đồ cho Ace luôn. Tiền trượng. Ui, nhà này cũng đánh thần thoại này anh em này. Thần thoại thiên cung. Thần thoại thiên cung và thuật sĩ à. Ok. Úp được. Úp được anh em ơi. 60 vàng rồi. Thôi, game này thì chắc là mình sẽ đánh ở level 10 luôn. Tại vì nó quá xanh đi thôi. Anh em vẫn chưa thực sự xả tiền. Thế nên chúng ta cứ thừa nước đục thả câu. Hãy đứng trong vũng nước cho Tam Ken bắt nào. Đi bắt đi. Anh em ơi, đi bắt cá đi. Có một ông đứng ở ô kia, cá vẫn chưa lên. Hình như là có những phần thưởng rất là đặc biệt khi mà bắt được nhiều cá. À, cái ông Marco, cái ông hung lượng. Vẫn được phát cái gì đấy? Nhưng chỉ được một trang bị nhỏ lẻ thôi à? Thế thì hơi chán. Họa sư này. Lấy Sandra. Irelia. U đi à? Hai con Irelia mà không chơi được các bạn. Afe nó đang lấy bắn tỉa ngon quá. Không lấy được, không có bán được. Ani 2 ngon nha. Bốn sứ thanh hoa là quá xịn sò rồi. Vi mạnh này cũng chơi gọi là bốn bắn tỉa. U linh khổng lồ mặc ảnh. Ok. Nhiều đồ vãi. Cố gắng lên con Lissandra 2 em ơi. Game này nhiều ông chơi quá. Ông này đi luôn rồi á. Gì đây? Sao mà đi nhanh thế? Zanna ban cho bạn kho báu. Có thể đổi lại tối đa 10 lần.
trừ xuyên phá. Quyền năng khổng lồ giao điện. Uri này, Irelia, Lissandra. Này có Azir 2 này anh em ơi. Roll chay luôn. Họa sư thực sự là bây giờ mình đang không roll ra được con Lilia thì là không chơi nữa. Hai giao điện. Rồi. Khá là nhiều năm vàng và 4 tiền đến từ vị trí của Jin Quy Quy. Rồi luôn. Ok. Đẹp rồi. 18 chuỗi tháng. Đây là chỉ còn mình với cả là Vi mạnh mà thôi. Có một ấn của Sứ Thanh Hoa này. Tiếc là chúng ta không tài nào để kích hoạt cột mốc 6. Nhưng mà mình sẽ lấy về cho anh em nhé. Vì cái búp của con Sứ Thanh Hoa này rất là ngon. Giảm sát thương nhận vào, tăng thêm tốc đánh. A xe. Nhiều A xe đấy. 6 A xe rồi à? Cao Cường, Sứ Thanh Hoa. Rồi, mình nghĩ là chúng ta đã hết bài rồi các bạn. Ông này cũng cầm Amumu, Tứ Vương Thiếp Viện. Rồi rất là nhiều trang bị cho Caitlyn. Caitlyn năm nay thì cũng khó để có thể hạ gục được dàn tanh nhà mình. Nếu mà nhắm bắn vào những con hàng sau được thì mới là cái vấn đề lớn. Ok. Boom. Lacing Galio. Chỉ còn thêm hai con Ace nữa thôi. Cố lên anh em ơi. Tầm này Ace 3 sao nữa là top 4 100 máu mãn nhãn luôn. Bỏng mà vết thương sâu. Bỏng và vết thương sâu à? Hai uống này khác nhau anh em ạ. Mặc ảnh. Được xem là Vi Manh sẽ làm gì có thể đánh bại được đội hình nhiều 4 vàng và 5 tiền của mình. Không ra một con A xe nào cho người anh em Vi Manh. Vì tôi đã nắm rất nhiều rồi. Cầm hết rồi anh em ạ. Cảm phép 17 tiết. GG, cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye.